Về tiến độ tiêm ngừa vaccine COVID-19 trong nước, thì đến ngày mai 5 tháng 5, cả nước sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine AstraZeneca. Thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Đến thời điểm này, đã có hơn 200.000 người là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch được tiêm vaccine phòng COVID-19. Như vậy là số vaccine do Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC nhập về đã được tiêm hết. Đến ngày mai 5 tháng 5, cả 63 tỉnh thành sẽ triển khai tiêm cho 9 nhóm đối tượng theo nghị quyết của chính phủ bằng nguồn vaccine do cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19 COVAX cung cấp với số lượng hơn 800.000 liều vaccine AstraZeneca. Đại diện chương trình tiêm chủng mở rộng cũng cho biết, trong tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiếp tục cung cấp thêm vaccine cho Việt Nam và nước ta sẽ tiến hành mở rộng đối tượng được tiêm trên phạm vi cả nước.